những cái ca khúc của chị Hà thì đa phần là những ca khúc rất là nữ tính, cho nên là khi mà mình mường tượng trong đầu là mình hát những cái ca khúc của chị Hà thì sẽ rất là khó, bởi vì cái ca từ ở trong ca khúc của chị Hà nó nhã cảm giác đối với bản thân, riêng bản thân Nhã thôi, thì nó là những cái ca khúc làm một ca sĩ nữ, một viết cho một người nữ thì sẽ truyền đạt nó tốt hơn. Và lần này được những cái bản phối từ phía background band và cầm thì Nhã cảm thấy mình hát những ca khúc này rất là thoải mái và nó phù hợp với mình. Thử thách nhất thì Nhã nghĩ chắc có lẽ vẫn là ca khúc Sợ Yêu. Tại vì ban đầu thì Nhã đã, cái lời của ca khúc nó, Nhã cảm giác là nó không phải là ca khúc mà mình có thể hát được. Nhưng mà khi mà hát chung với band của cầm rồi cái bản phối này thì Nhã cảm thấy mình có thể hát được. Mình vẫn có thể giữ nguyên cái lời hát của ca khúc này, mình không cần phải thay đổi gì hết. Cái bản phối nó rất là trẻ trung và nó làm cho cái ca khúc này nó tích cực hơn, nó hợp với lại mình hơn. Chị Hà thì hay có những cái góp ý nhỏ nhỏ đối với Nhã. Trong chương trình lần này thì thật ra là chị Hà chỉ theo dõi và có chỉnh lại lời một chút xíu trong ca khúc Cơn Mưa Hạ. Đó là cái điều mà nhất Nhã thấy mình rất là trân trọng chị Hà, lúc nào cũng góp ý cho đàn em. Chắc mọi người cũng thấy, quý vị cũng thấy là chị Hà là một người phụ nữ rất là quyến rũ cả về bên ngoài lẫn trong giọng hát. Thì đó là cái điều mà Nhã nghĩ là bất cứ một người đàn ông nào khi mà đứng trước chị Hà cũng đều sẽ bị hấp dẫn thôi. Nhã nghĩ đó là chuyện rất bình thường.